để ứng phó khẩn cấp khắc phục hậu quả của cơn bão số 3 bão Yagi, hỗ trợ các khu cần khẩn cấp và cứu trợ người dân vùng thiên tai, Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã làm việc và kết nối với Trung tâm Điều phối ASEAN về hỗ trợ nhân đạo trong thiên tai, Trung tâm AHA để cung cấp viện trợ hàng hóa quốc tế khẩn cấp cho người dân vùng ảnh hưởng tại tỉnh Yên Bái. Trung tâm AHA chuyên chở 3 chuyến bay đến sân bay Nội Bài, bao gồm bộ dụng cụ gia đình, bộ dụng cụ sửa chữa nhà cửa, bộ dụng cụ bếp, bộ dụng cụ vệ sinh cá nhân với tổng giá trị hơn 254.000 đô la Mỹ, tương đương hơn 6,2 tỷ đồng để chuyển cho tỉnh Yên Bái và Lào Cai. Chuyến bay thứ nhất và thứ hai đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài vào lúc 4 giờ 45 phút và 14 giờ 15 phút ngày 13 tháng 9 năm 2024. Chuyến bay thứ ba dự kiến hạ cánh vào 13 giờ 50 phút ngày 14 tháng 9 năm 2024. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai, ông Nguyễn Văn Tiến đã trao cho đại diện tỉnh Yên Bái, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái Vũ Thị Hiền Hạnh mong muốn với nguồn hỗ trợ này, các gia đình sẽ nỗ lực khắc phục khó khăn trong sinh hoạt, nhanh chóng ổn định cuộc sống. Đây là những khu vực ngập nặng nhất, các hộ dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ, người già có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.